Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, Stephen Hawking là một trong những nhà khoa học vĩ đại của thế giới, nhà vật lý lý thuyết vĩ đại nhất của thế kỷ này. Ông được coi là một phép màu vì đã sống sót một cách thần kỳ trong hơn nửa thế kỷ qua cuộc chiến đấu liên tục chống lại căn bệnh kinh hoàng ALS. Trước khi ra đi ở tuổi 76, nhà vật lý lỗi lạc của thế kỷ 20 Stephen Hawking đã kịp để lại những dấu ấn khoa học về tương lai cũng như số phận của loài người. Những lời tiên tri của ông về thế giới phần nào đã xuất hiện trong cuộc sống ngày nay và đang dần trở thành sự thật thu hút không ít sự chú ý của thế giới. Stephen Hawking, sinh ngày 8 tháng 1 năm 1942, mất ngày 14 tháng 3 năm 2018, là nhà vật lý lý thuyết, nhà vũ trụ học và tác giả người Anh nổi tiếng với các cống hiến vĩ đại cho nền khoa học thế giới. Ông là tác giả của A Bright History of Time, Lược sử thời gian, một trong những cuốn sách phổ thông về khoa học nổi tiếng nhất mọi thời đại. The Guardian gọi Stephen Hawking là ngôi sao sáng nhất trong ngành vũ trụ học hiện đại. Stephen Hawking dành cả cuộc đời để giải mã các bí ẩn của vũ trụ. Những công trình của Hawking trải rộng nhiều lĩnh vực. Ông để lại di sản khổng lồ với các công trình nghiên cứu về vũ trụ thiên văn học và vật lý lý thuyết, tiêu biểu như bức xạ Hawking, hố đen vũ trụ. Trước khi qua đời vào năm 2018, nhà vật lý thiên văn học Stephen Hawking để lại nhiều lời tiên đoán về những sự kiện có thể xảy ra với nhân loại trong tương lai. Trong đó, 5 lời tiên tri được các nhà khoa học đánh giá là đáng sợ nhất. 1. Kỷ băng hà năm 2032. Theo Stephen Hawking, 9 năm nữa, tức năm 2032, trái đất sẽ bước vào kỷ băng hà. Nguyên nhân của thảm họa này là do trái đất phải chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Không chỉ có Stephen Hawking, nhiều nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu sẽ giết chết trái đất. Ông còn miêu tả viễn cảnh gây sốc về hành tinh của chúng ta. Kịch bản tồi tệ nhất dành cho trái đất là nó sẽ biến thành một thiên thể như hành tinh Venus, nhiệt độ sẽ lên tới 250 độ C với đầy mưa axit sulfuric. Liên Hợp Quốc đã đưa ra cảnh báo về sự bùng nổ dân số vào cuối thế kỷ này. Theo ước tính của họ, thế giới sẽ có trên 10 tỷ người. Bên cạnh đó, sức khỏe của con người sẽ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, sự nóng lên toàn cầu, siêu bão, hạn hán, lũ lụt. Nếu con người không cùng nhau hành động, thì môi trường sống và hành tinh này sẽ không còn, nhân loại sẽ rơi vào diệt vong. 2. Con người rời khỏi trái đất. Stephen Hawking tin rằng, dù hiện tại các nhà khoa học chưa xác định được hành tinh nào để loài người sinh sống, nhưng với sự phát triển vượt bậc của khoa học hiện nay, chúng ta sẽ sớm tìm ra. Ông tiên đoán rằng vào năm 2060, con người sẽ rời khỏi trái đất và đến sống tại một hành tinh khác. Lý giải cho lời tiên tri này, Stephen Hawking cho rằng, do sự gia tăng dân số quá nhiều, khiến cho trái đất bị cạn kiệt tài nguyên và năng lượng. Loài người đã lạm dụng hành tinh này quá mức, môi trường sống bị thu hẹp nên con người buộc phải di chuyển tới hành tinh khác. Trong một lễ hội khoa học công nghệ tại Na Uy vào năm 2017, ông cảnh báo rằng nếu con người không sớm tìm ra nơi định cư mới thì chúng ta sẽ đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Loài người có thể lựa chọn hệ thống sao Alpha Centauri gần mặt trời nhất để làm nơi trú ngụ. Nếu loài người tiếp tục tồn tại trong 1 triệu năm nữa thì tương lai của nhân loại là đi tìm những vùng đất mới. Chúng ta đang cạn kiệt không gian sống và nơi tốt nhất để đến là các thế giới mới. Loài người phải tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác để cứu lấy bản thân. Tôi tin rằng chúng ta sẽ rời khỏi trái đất và tôi hy vọng rằng các quốc gia sẽ đoàn kết để đối mặt với thách thức chung này. 3. AI có thể tiêu diệt con người. Stephen Hawking không tin tưởng vào trí tuệ nhân tạo AI. Bằng chứng là ông từng nhấn mạnh nhiều lần về những mối nguy hiểm của AI. Loài người cần tiếp tục phát triển trí tuệ nhân tạo AI, nhưng chúng ta cần chú ý đến những mối nguy hiểm của nó. Nó cũng giống như thần đèn đã ra khỏi đèn. Tôi sợ rằng AI có thể thay thế hoàn toàn con người. Với sự phát triển nhanh như hiện nay, AI sẽ là dạng sống vượt trội hơn cả con người. Một trong số đó là chúng ta cần học cách chuẩn bị cho những nguy cơ tiềm ẩn của AI. Chúng ta không thể biết được trí tuệ nhân tạo sẽ giúp đỡ hay là tiêu diệt con người. Do đó, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Có vẻ như lời tiên tri của ông đã thành sự thật. Sự ra đời của ChatGPT, một công cụ chatbot dựa trên trí tuệ nhân tạo khiến thế giới chấn động. Công cụ này có thể viết một bài báo, bài văn, khóa luận hoàn chỉnh theo yêu cầu của người dùng. Nó đang dần thâm nhập vào cuộc sống của chúng ta và trở thành không thể thay thế. Vì thế, không chỉ riêng Stephen Hawking, mà còn nhiều nhà khoa học khác đều rất quan tâm với việc trí tuệ nhân tạo đang dần thay thế con người.
4. Chủng tộc mới xuất hiện. Theo giáo sư Stephen Hawking, vào năm 2100, loài người sẽ tiến sâu hơn vào vũ trụ và một chủng tộc mới xuất hiện. Ông cũng là một trong những nhà khoa học luôn tin rằng có một sự sống khác nằm ngoài trái đất. Thậm chí vào năm 2015, ông đã từng khởi động một dự án lắng nghe người ngoài hành tinh với sự giúp đỡ của máy tính công suất cao. Dự án này sẽ sử dụng máy tính này để tìm kiếm sự sống trong vũ trụ. 5. Trái đất sẽ biến thành quả cầu lửa. Cùng với những lời tiên tri về số phận loài người, Stephen Hawking cũng đưa ra dự đoán về trái đất. Ông cho rằng trái đất có thể sẽ biến thành một quả cầu rực lửa vào năm 2600. Nguyên nhân của thảm họa này là do năng lượng bị tiêu thụ quá mức, nên hành tinh xanh sẽ không thể ở được. Sau đó chiến tranh nổ ra khắp nơi nên trái đất đã biến thành quả cầu lửa đáng sợ. Giới khoa học tin rằng lời tiên tri này của Stephen Hawking sẽ thành hiện thực. Trước đó ông dự đoán khá chính xác về những sự kiện của thế giới như nhiều quốc gia đưa phi hành gia lên mặt trăng vào năm 2020. Mặt trăng sẽ là hành tinh để chúng ta tiến đến sao hỏa vào năm 2025. Quả thực, tỷ phú Elon Musk cùng công ty SpaceX đã và đang thử nghiệm các tên lửa để có thể đưa con người lên sao hỏa vào những năm 2030. NASA cũng công bố mô hình nhà ở trên sao hỏa bằng công nghệ in 3D. Tháng 6 tới, các tình nguyện viên của NASA sẽ sống thử trong căn nhà này trong một năm để thử nghiệm môi trường sống trên hành tinh đỏ. Những dự đoán của Stephen Hawking ngày nay phần nào đã đúng, không chỉ từ những dự đoán của các nhà khoa học, mà trong thực tế nhiều khu vực trên thế giới đang chứng kiến và cảm nhận nó. Thưa quý vị, nhà vật lý nổi tiếng không ngừng nghiên cứu khoa học dù đã mắc bệnh hiểm nghèo, đem lại những thành tựu rực rỡ cho khoa học thế giới. Sau đây, mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của ông hoàng vật lý Stephen Hawking. Cuộc đời và sự nghiệp của ông hoàng vật lý Stephen Hawking. Stephen Hawking sinh ngày 8 tháng 1 năm 1942 tại Oxford, Anh. Ông được nhận vào Đại học Oxford năm 17 tuổi. Trong 3 năm học tập và nghiên cứu tại đây, Hawking cho biết ông chỉ học khoảng 1.000 giờ, nghĩa là chỉ khoảng 1 giờ mỗi ngày. Ông viết trong cuốn tự truyện năm 2013, bạn hoặc là thiên tài mà không cần nỗ lực hoặc biết chấp nhận hạn chế của mình. Trong kỳ thi tốt nghiệp, kết quả học tập của Hawking nằm ở ranh giới giữa tấm bằng hạng nhất và hạng nhì. Ông nói với giám khảo trong một buổi thi vấn đáp rằng nếu được trao bằng hạng nhất, ông sẽ sang Đại học Cambridge để học thạc sĩ. Nhưng nếu chỉ nhận bằng hạng nhì, ông sẽ tiếp tục ở lại Oxford. Giám khảo đã cho ông bằng hạng nhất. Năm 1963, khi mới 21 tuổi và đang theo học cao học, Hawking bị chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên, gọi là bệnh Logerich. Căn bệnh phá hủy hệ thống neuron thần kinh của cơ thể khiến ông bị liệt. Các bác sĩ cho rằng ông chỉ có thể sống thêm 2 năm. Tuy nhiên, dạng bệnh ông mắc phải phát triển chậm hơn bình thường, giúp ông tiếp tục sống thêm hơn nửa thế kỷ. Ông trở thành ông hoàng vật lý với những thành tựu khoa học rực rỡ. Ông Hawking nói, dưới bóng mây đe dọa của cái chết, tôi ngạc nhiên phát hiện rằng mình tận hưởng cuộc sống còn hơn trước. Tôi bắt đầu đạt được tiến triển trong nghiên cứu của mình. Ban đầu ông sử dụng nạng để di chuyển, sau đó phải dùng đến xe lăn. Trong hoàn cảnh như vậy, ông vẫn không ngừng nghiên cứu khoa học. Ông chia sẻ, mục tiêu của tôi rất đơn giản, đó là hiểu toàn bộ về vũ trụ, vì sao vũ trụ lại như vậy và vì sao nó tồn tại. Bước ngoặt lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Hawking là năm 1970, khi ông cùng nhà vật lý Roger Penrose áp dụng các công trình toán học về hố đen vào nghiên cứu vũ trụ và chỉ ra một điểm kỳ dị, không thời gian vào thời điểm vụ nổ Big Bang xảy ra. Hawking quyết tâm không để điều gì cản trở ông nghiên cứu. Penrose cho biết ông ấy nghĩ mình không còn sống lâu nữa và ông ấy thực sự muốn làm được nhiều nhất có thể. Năm 1974, Hawking nêu giả thuyết về hố đen phát ra bức xạ Hawking và cuối cùng sẽ biến mất. Với các hố đen bình thường, quá trình này diễn ra rất chậm, cần thời gian dài hơn tuổi thọ của vũ trụ để một hố đen có khối lượng bằng mặt trời bốc hơi. Tuy nhiên, các hố đen nhỏ đến cuối đời sẽ phát ra sức nóng lớn, cuối cùng phát nổ với năng lượng tương đương 1 triệu quả bom nhiệt hạch 1 triệu tấn. Những hố đen nhỏ rải rác khắp vũ trụ, mỗi cái nặng đến 1 tỷ tấn nhưng lại không lớn hơn một proton, ông nhận định. Stephen Hawking được chọn vào Hội Hoàng gia, Hội Khoa học lâu đời và có uy tín lớn trên thế giới khi mới 32 tuổi. 5 năm sau, ông trở thành giáo sư toán Lucasian tại Đại học Cambridge, một chức vụ quan trọng ở Anh từng được Isaac Newton đảm nhiệm. Hawking giữ vị trí này trong suốt 30 năm, sau đó trở thành giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ học lý thuyết. Ông tiếp tục có những cống hiến vĩ đại cho khoa học thế giới những năm 1980.
Lý thuyết về sự phình to của vũ trụ cho rằng vũ trụ thời sơ khai trải qua quá trình mở rộng mạnh mẽ. Năm 1982, Hawking trở thành một trong những người đầu tiên chỉ ra cách các dao động lượng tử, những biến đổi rất nhỏ trong sự phân bố vật chất, có thể tác động đến sự trải rộng của các thiên hà trong vũ trụ. Với cuốn sách A Brief History of Time, Lược sử thời gian, xuất bản lần đầu năm 1988, Stephen Hawking trở nên đặc biệt nổi tiếng. Cuốn sách lập kỷ lục khi trụ vững trong danh sách bán chạy nhất của tạp chí Sunday Times suốt 237 tuần. Cuốn sách đã bán được 10 triệu bản và được dịch sang 40 ngôn ngữ. Người vợ đầu tiên của Stephen Hawking là Jane White. Ông kết hôn với White năm 1965, 2 năm sau khi được chẩn đoán mắc bệnh thần kinh vận động. Họ sinh được 3 người con là Robert, Lucy và Timothy. Năm 1985, trong một chuyến thăm tới Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu, Hawking phải nhập viện vì bị nhiễm trùng. Tình trạng của ông nguy kịch đến mức các bác sĩ đề nghị bà Jane cho phép rút ống thở của ông, nhưng bà không đồng ý và ông được chuyển về Cambridge để điều trị. Ca phẫu thuật cứu mạng ông nhưng khiến ông bị mất giọng và chỉ có thể nói thông qua sự hỗ trợ của máy móc. Ông và Jane ly dị vào năm 1991, sau thời gian dài chung sống. Năm 1995, ông kết hôn lần thứ hai với Elaine Mason, một nữ y tá. Cuộc hôn nhân này kéo dài 11 năm. Stephen Hawking từng giành nhiều giải thưởng danh giá như giải Albert Einstein, giải Hood, huân chương Copley và giải vật lý cơ bản. Năm 2009, ông được Tổng thống Mỹ Barack Obama trao tặng huân chương tự do Tổng thống. Năm 2012, các nhà khoa học tập trung tại Cambridge để chúc mừng Stephen Hawking bước sang tuổi 70, điều ít người kỳ vọng ông làm được. Dù không thể đến tham dự vì lý do sức khỏe, ông gửi tới các đồng nghiệp lời nhắn nhủ cần tiếp tục công cuộc khám phá vũ trụ vì tương lai nhân loại. Năm 2015, Stephen Hawking cùng tỷ phú Elon Musk, nhà đồng sáng lập Apple Stephen Wozniak và nhiều chuyên gia khác cảnh báo về nguy cơ trí thông minh nhân tạo hủy diệt thế giới. Những năm cuối đời, ông Hoàng vật lý vẫn không ngừng nghiên cứu và đóng góp cho khoa học thế giới. Với những cống hiến của mình, Stephen Hawking được coi là một tượng đài trong lĩnh vực khoa học vũ trụ.